trong nhà cho đỡ đi lại đi. Ông ơi. Khoa xin chào cô chú bác anh chị và các bạn ạ. Hiện tại thì Khoa đang ở chỗ nhà Chiến. Hôm nay thì trời lúc bắt đầu sắp đi làm thì nó mưa mọi người ạ. Thành ra anh em Khoa không đi làm được. Khoa hôm nọ cũng có bảo là sẽ ra nhà em Chiến ấy. Nhà em Chiến thăm ông thứ nhất và thứ hai nữa là cũng để xem tình hình ông bệnh tình như thế nào và hoàn cảnh gia đình, cũng để cho mọi người cùng biết được hoàn cảnh của em Chiến. Khoa có mua cho ông hai cầu sữa, cũng không có gì to tát cả tình hình của ông. Đấy, bây giờ thì mọi người tiếp tục theo chân Khoa để xem gia đình Chiến là như thế nào mọi người nhé. Không có ai ở nhà hay nào. Đây, nhà em Chiến đây, vườn cũng rộng đấy mọi người, cũng không phải là hẹp đâu. Đây, cái nhà em Chiến đây, cái nhà này thì làm khá là lâu này, mọi người nhìn này, nó nứt nè, nó ấy hết rồi. Đây, nhà em Chiến thì có hai con bò nhé mọi người nhé, nhưng mà chắc là mang đi thả rồi. Chiến ơi, bà ơi, ui gà vào nhà này. Chiến ơi, Khoa Khoa cũng không gọi gì trước cho em Chiến. Anh mà. Anh Khoa. Anh Khoa à? Làm gì đấy? Em đang chặt tí củi đằng sau. Thế á? Ông đâu? Em đang trong Nhá, nhà. cầm cho ông này. Đấy, xin nhé. Hôm nay nó mưa mưa thế là bảo là không, anh em mình không đi làm được thì thôi ra thăm ông. Đang ngủ à? Ui. Anh Quà đến thăm Con chào ông nhá. rồi. Chữa. Bây giờ là cho ông ở trong nhà luôn à? Đấy. Không không cho ra ngoài nữa. Trong nhà cho đỡ đi lại đi. Ông ơi. Ông thế nào rồi? Ông nghe nghe trong người thế nào? Khỏe hơn chưa? Thế hôm qua là mấy giờ đoán ông về được? Lúc đang băm chạy về đoán gần. Cũng gần rồi chứ, lại ra đoán được về luôn rồi thì lúc đấy luôn. Ở đây lấy cho ông đấy mọi người. Đấy, cái nhà này cũng khá là lâu rồi. Ông đây chữa của anh Khoa mua đấy. Ông ơi, con cũng không 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 có cái gì cả, cũng chỉ có sữa cho ông thôi. Ông cố gắng uống và cho khỏe nhá. Đây. Ông còn 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 biết em không? Đây đây không? Còn. Đấy mọi người, ông kiểu là thần kinh cũng 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 phải gần chục năm rồi đấy nhở, Đấy. cũng phải gần chục năm rồi đấy. Tức là đầu tiên nó cứ kém dần xong là bây giờ là đi lại với lại sinh hoạt là không 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 tự túc được nữa, toàn phải có người làm cho. Trước thì vẫn còn cách đây khoảng độ vài năm thì vẫn còn làm được, nhưng mà giờ thì cái sinh hoạt cá nhân là ông không tự làm được nữa, là lúc nào cũng phải có người cho. Thế bà đâu? Bà đi đấy, đi làm. Đi làm à? Thế ai đi thả bò? Bà nội em thả bò mà, còn mẹ em thì đấy đi làm. À, thế là hôm nay em mưa thì hai anh em Khoa không đi làm được thì em Chiến lại ở nhà thay thay cho bà là trông ông. Đấy, lúc nào cũng phải có người ở nhà để trông ông, không mà ông đi lang thang mọi người Đây, đây con để đây nhá. Khi nào ạ. uống Đấy. thì Ông không cắm được đâu, cái lúc nào thỉnh thoảng lại cắm cho ông. Được. Ông có biết con được không? Có nhớ con không?
Ấy, ông vẫn nhớ anh mà. Lần trước đến cho Chắc vẫn nhớ. Thế là cũng được. Đấy, mọi người, lần trước Khoa đến đến nhà 2 lần rồi. Thì ông vẫn nhớ đấy mọi người ạ. Nhưng mà có cái là bây giờ ông cũng là lúc 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 nhớ lúc không thôi. Không phải là lúc nhớ. Lúc nào cũng nhớ. Thế chắc là vẫn cho ông uống thuốc đều chứ. Đấy mọi người, ốm đau bệnh tật không không ai mong muốn cả, nhưng mà Bệnh đi làm sao? thế là cái mặt ông với lại trước là làm gì có thế nhỉ, chắc là mới mới bị à, cái mồm với lại cái mắt ấy. Cái mắt ông bây giờ mở thì như mở được có 1 mắt liệt đấy, à, một liền một bên đúng liệt thần kinh ấy, liệt thần kinh, nó nhốt lại. Thế ông cố gắng nghỉ ngơi ông nhá, ông đừng 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 đi đừng đi ra ngoài nữa nhá, ông cứ ở đây ông nghỉ ngơi thôi. Nói chuyện khó Kiểu lưỡi nó liệt đấy, liệt, tức là kiểu nó bị giật đấy, thì giật, giật lại. cũng không phải là tai biến hay cái gì đâu đúng không, tự nhiên nó thế nhỉ, có thấy ông bảo bị tai biến hay gì bao giờ đâu. Ông bảo gì, ông bảo gì Nhiều khi nói khó, vâng, ông cứ nghỉ ngơi đi, không 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 phải để ý bọn quan đâu ông nhá. Đấy, ông tốt nhất là ông cứ nằm nghỉ đây, thì không đừng đừng có đi 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 khỏi cái giường này là được. Đấy này, ra ngoài phải uống sắm nước cái cho ông vệ sinh luôn trong nhà bởi vì ông không đi được. cũng khó khăn lắm. Đúng rồi. Thôi nước nôi gì, Ngồi đây uống thôi cho mọi người xem nhà em Chiến này. Đấy. Đấy, anh ra anh nước. review tí nhá. Đây Có gì đâu nhỉ? chuồng bò này, vườn cũng rộng phết đấy, 2 con bò nhỉ đúng không. Đấy, bên này cái chuồng nữa mà, chuồng gà này. Chuồng này những chuồng bò chuồng trâu đấy. Thế Trâu bò, cả trâu cả bò, nhưng mà từ đợt ông ốm nhá, không bán được mấy con. à, thế là bên bên này bây giờ là bò không à, thế là còn có mỗi bên chuồng bên là còn 2 con bò. Thế là bán mất mấy con cơ để chữa cho ông đấy à. Ôi, nhà bên này nhà ai đây, bên nhà hàng xóm à. Anh nhớ trước hình như là khu này là thông hết nhà em mà sao lại tự nhiên lại có nhà hàng xóm đấy. Cái đấy giờ trước bán người ta đấy. À, thế là bán cả đất bên này nữa. Cắt ra Thế là gọi là gần như một nửa rồi đấy. bán thêm mấy con trâu với cả bò. Ôi giời ơi. Thế mà tốn nhiều tiền thế mà ông bây giờ vẫn còn chưa. Đấy. Đấy mọi người, ốm đau bệnh tật là cứ cố gắng làm bao nhiêu là cuối cùng ốm đau một cái là đi hết luôn, không giữ được cái gì. Chung bệnh tật mà anh biết làm sao. Thì không, nếu mà không có thì chả nói, nhưng mà có bắt buộc thôi, còn nước là còn tát thôi, cũng chả 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 thể giữ được. Đợt tới mà không ổn chắc không phải bán thêm, Thế á, thế là vẫn phải cho ông đi viện à? nói Vẫn điều. chung tầm 2-3 tháng là phải có tiền để cho ông đi viện, không phải nằm lại tầm tháng Ôi dồi, thế thì bao nhiêu thì tiền cho mới đủ điều được? trị, điều trị trong một đợt xong mới về cho uống thuốc ở nhà.
Thế thì tiền nào cho Tất nhiên là đủ. nó cũng tốn nhiều. Anh tưởng là kiểu ông như thế rồi cho ông ở nhà rồi điều trị thuốc thôi, chứ còn lại còn vẫn còn cho ông đi viện nữa thì tốn kém lắm. Thì nói chung đang còn điều kiện thì cứ phải cứu chữa, có gì bán. Không bỏ được, không thể bỏ được. Đấy mọi người, Khoa ra thăm nhà em Chiến và cũng là để quay lại cho mọi người cùng biết được cái hoàn cảnh của em Chiến. Tức là em ấy cũng không thể đi làm xa được đâu, em ấy phải chỉ ở nhà làm quanh quanh ở nhà thôi, không không đi làm xa được. Thì vì thế thì em ấy ở nhà, không thì thanh niên bây giờ thì ai người ta muốn ở nhà nữa. Có thể là Khoa cũng xin kết thúc cái video này ở đây để vào hỏi thăm ông một tí và ngồi uống nước với em Chiến mọi người ạ. Thì mọi người xem video thì cho anh em Khoa xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Khoa xin chào tất cả mọi người ạ. Anh Chiến xin chào tất cả mọi người. 1993, úi giời, hơn 30 năm rồi mọi người ạ.